Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin giới thiệu tới mọi người sản phẩm. Đây chính là lốc điều hòa của Mitsuzuli. Đời này là đời Bully nó chạy dây Kura bản BK. Đây là cái lốc mới, hoàn toàn một sự cải tiến mới. Là lốc này nó chạy bít tông, nó rất là bền. Đây là sản phẩm hàng liên doanh anh em nhé. Đây, đây là một van xả này. Nó sẽ bao gồm thân lốc này, buli hợp từ. Trên thân thì nó sẽ bao gồm mặt bích, hai mặt bích của một đường ra, một đường vào của lốc. Đây là bộ đi hợp từ của nó. Đây là dây Kura bản. Ba rãnh nổi thì sẽ tương đương với là 4BK. Với cái loại thiết kế này này thì trông rất là nhỏ gọn. Nhỏ gọn. Chạy bít tông rất là bền. Đấy. Nó tương đương với 13C đấy. Của dòng Denso. Đây, anh em nhìn này. Đây là cái rắc của bôn điện. Tất tần tật anh em nhìn hình thức thì có thể nó khác, nhưng đưa lên một cái nắp vào là ăn luôn, chuẩn luôn. Đây là cái mặt hít của nó. Là mặt hít lốc. Đây. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô B1T, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.